thử vị thả thả chim xuống coi cao mấy mấy không cao nhưng cao mấy mấy không bảy lăm không bảy lăm mà chống đứng mà thả cái chim xuống là ok đó. Thấy cái màu đỏ này là như là nó đã thay đổi cái mặt nạ này không mặt nạ này mặt nạ khác này mọi truyền thống của mặt nạ này còn cái này là nó giả giống như cái lốc mà thông gió này là như thay đổi luôn đổi quanh thì hay màu đỏ cũng được á tôi thấy ngồi chiếc nào cũng được kìa. Ông thấy ấn tượng là cái màu đen mình hiểu hình như là ngồi cái màu đen lộ ra rồi để được chân ngắn lên thử thử cắm chân nữa rồi. Hợp á. Hợp không? Lấy giờ là người bán kia nổi qua chiếc này. Em bây giờ anh muốn nổi xe của anh qua chiếc này bù liền hay là sao? Đúng rồi anh, sẽ định giá xe của anh đang được khoảng bao nhiêu tiền? Nó đang nổi qua hay không được lắm. Không anh hỏi Yeah.
không cao hơn được nữa đâu. Cái đó là em mới nhìn thôi cái gì đúng không? Em mới nhận thấy cái đó thôi. Nghe đâu có làm gì đâu, chạy bữa giờ vẫn bình thường. Còn bảo hành lần cuối cùng, lần thứ 6. Tại vì 2020 là vừa rồi là đầu năm vừa rồi đúng mùng 1 nó là mưa giết màu lông chuột á. Là hết giá luôn rồi. Cái đó là nãy chú Phật lại hỏi em rằng là chú mua 70 anh có bán không? Là ông nên mua em mới hỏi anh là 70 được không? Mà mấy bộ phận thu mua của em á thì dạ anh là 80. Thôi vậy là ổng muốn mua em à? Đúng rồi. Thì em mới bảo anh được giá không thì chú Phật lại mua. Còn cái này thì bên bộ phận thu mua của em là dạ anh 80. Ok. Thôi vậy bắt đầu từ bên chỗ của em đi. Giờ 80 có lên được nữa không? Là anh muốn nhập anh khoảng bao không, thật sự là anh không có rành, anh không có rành. Xe anh mua hồi đó là mua 110 đó. Là hồi đó thì khoảng 110, 113 hả? Ừ. Thời điểm cao nhất là 113 triệu. Mua đúng luôn của thời 2018 luôn á. Tại bây giờ thì như mẫu này nó chuột lên với cái giá này thôi. Chứ bình thường giờ mà bán cái thằng 2020 luôn đi thì nó cũng thấp lắm. Luôn hả? Là mới chạy luôn. Bởi vì em biết xe giá là cửa hàng giống như con Vision, anh mua ba mấy triệu đi, giá là cửa hàng anh chạy khoảng 6 tháng đi thì giá xe nó chỉ mua lại khoảng tầm 22-25 là lỗ hút mười mấy. Ví dụ xe này nếu mà dắt ra chạy qua Tết thì nó xuống còn khoảng 100, bán lại còn khoảng 100 thì lỗ không? Đó, lỗ hết. Cái đó đến về tham khảo. Tại vì vừa rồi thấy cái đợt gì mà mình thấy mạng nó đăng 2019 mà nó hình như xe còn hàng tồn đúng không? Mà giá lên tới 170 triệu, không biết tại sao vậy? Chắc là cái này là do có người nhường cái xe thôi, chứ không phải là do hàng. Và bên của em thì sẽ không còn hàng. Cái này là do người bên ngoài nhường cái xe. Ví dụ như người ta sẽ thấy là thay đổi mẫu mới của năm 2020 là một cái mẫu mạng cần mới. Thì chắc chắn là sẽ những người đó là cái kiểu khác mà là vô hôm nay anh tới coi cái mẫu này á thì thật sự là nó với 2020 nó không khác nhiều, không khác biệt gì hết. Nó là một đó, nó là một đúng không? 2022 2021 tới 22 luôn thì không đổi mẫu, có thể là nó cũng khác một xíu. Giống như AB của 2020 với 2021 khác tay em mà. Tại cái giá mà 2020 á là đúng mùa Tết năm ngoái là mua là 120 triệu. Mua trong nhiều nhất, mua trong nhiều nhất luôn. 120 triệu. Khách bên em thì đang tốt. Nhưng mà nghe 2021 tại mình thích hết á, cho nên là 2021 ra mình coi nó có thay đổi gì nhiều, cũng thật sự là thích chứ bộ. Tại vì năm nay thường là 2 năm nó mới đổi mẫu một lần đúng không? Bình thường là vậy. Bình thường nếu mà đổi mẫu hoàn toàn là 10 năm. Lâu dữ vậy. Anh thấy là 2020 AB là 10 năm, năm ngoái là cũng 10 không, năm. Không, cái SH này là 2015, 2017 là mẫu khác nè. 2018, 2019 là giống. Như là nó bầu hơn xíu hay nó đổi chút xíu hơn, còn con này kiểu như là đổi hoàn toàn luôn. Okay. Nên người ta mới thích những con cũ hơn. Rồi còn cái dầu là cái kia thì anh xem lại là nếu mà giá thì là 80 là không thay đổi đúng không? Là ngầu nhất rồi gì? Là có nghĩa là đem tới thì anh đổi khách xe ghim về giao gặp quyền lại cho em đúng không? Cái đó để xác định lại với lại giờ lúc nào mới này nhắc này để lấy xe là phải làm việc với em không? Cái này quá 6 phút rồi, nó dài.